Sờ tận tay nhiều vũ khí khủng vừa lộ diện tại AMI 2024 ở Nga. Ngày 12 tháng 8, Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI 2024 đã khai mạc tại công viên Patriot nằm ở ngoại ô thủ đô Moscow, Nga. Phóng viên Dân Trí có mặt tại công viên Patriot nơi diễn ra sự kiện AMI 2024 đã ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế cũng như các đoàn khách nước ngoài đối với những loạt vũ khí trang bị mà Nga giới thiệu tại triển lãm lần này. Theo ban tổ chức, các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga giới thiệu và trưng bày khoảng 1.500 sản phẩm. Trong đó có các loại vũ khí tiên tiến. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khoảng 110 phái đoàn quân sự chính thức và các công ty nước ngoài tham gia diễn đàn. Tổng cộng 191 cuộc gặp song phương với các đối tác nước ngoài đã được lên kế hoạch. Chương trình khoa học và kinh doanh của diễn đàn gồm khoảng 100 sự kiện liên quan đến sự phát triển của các lực lượng vũ trang Nga và tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi video phát biểu chào mừng tới diễn đàn. Tổng thống Nga nhấn mạnh AMI 2024 là diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế mang tính biểu tượng và đây là lần thứ 10 sự kiện được tổ chức. Sự kiện luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt, ngày càng tăng của các chuyên gia, học giả và giới truyền thông trên khắp thế giới. Phạm vi bao phủ rộng rãi, mang tính quốc tế, đối thoại cởi mở và chương trình kinh doanh phong phú là những truyền thống tốt đẹp nhất của diễn đàn. Phía Nga luôn đánh giá cao sự quan tâm và mối quan hệ hợp tác của các đối tác tham dự diễn đàn, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác để cùng tạo nên nền an ninh bình đẳng. Không thể chia cắt và xây dựng một thế giới đa cực mới, công bằng hơn. Ngày đầu tiên của AMI 2024 diễn ra theo hình thức kín. Trong ngày thứ hai và thứ ba, các chuyên gia có thể tham quan bằng giấy mời doanh nghiệp. Tuy nhiên, khác với các kỳ trước, năm nay sự kiện sẽ không mở rộng đối với công chúng và chỉ gói gọn trong 3 ngày, 12, 14, 8, chứ không kéo dài nhiều ngày. Dù vậy, theo quan sát của phóng viên Dân Trí, lượng khách tham quan triển lãm trong ngày đầu vẫn rất đông, trước giờ khai mạc đã xảy ra ùn tắc nhẹ ở lối vào do có quá nhiều phương tiện dồn đến cùng lúc. Tại công viên Patriot, các nhà chế tạo vũ khí được sắp xếp theo từng khu vực lớn, có thể kể đến như tập đoàn chế tạo vũ khí quốc doanh Rosteq, công ty xuất nhập khẩu vũ khí quốc doanh Rosoburn, công ty đóng tàu Nga OSK, công ty chế tạo máy bay thống nhất OAK, công ty trực thăng Nga Russian Helico, công ty Kalansiko, công ty tên lửa chiến thuật KRTV. Những đơn vị này đã giới thiệu hàng loạt vũ khí tối tân. Trong đó đa phần là phương tiện chiến đấu thật. Về xe tăng, thiết giáp, có thể thấy sự xuất hiện của xe tăng T-14 Armata, xe tăng T-90M, xe tăng T-80BVM, xe tăng T-72B3M cũng như các loại xe chiến đấu bộ binh T-15, xe bọc thép chở quân Boomerang. Bên cạnh đó, các sản phẩm súng bộ binh của công ty Kalashnikov như AK-12, họ AK-200 và AK-100 cùng nhiều loại súng bắn tỉa, súng tiểu liên cho đặc nhiệm và súng ngắn đã khiến khách tham quan thích thú không chỉ bởi những ưu điểm vượt trội mà còn vì khách được sờ tận tay, tha hồ tạo kiểu để chụp ảnh. Về trực thăng, Russian Helico giới thiệu nhiều mẫu máy bay mới hiện đại, với hai ngôi sao là trực thăng tấn công K-52 và Mi-28. Cả hai loại này đều đã qua thử lửa trên chiến trường và được đánh giá rất cao. Về tên lửa, công ty tên lửa chiến thuật mang đến triển lãm loạt sản phẩm tinh hoa. Ông Boris Oboshov, giám đốc điều hành đã đích thân giới thiệu với các phóng viên Dân Trí các vũ khí chính xác, tiên tiến nhất, bao gồm cả tên lửa hành trình cơ hờ 69 mà ông đánh giá có tính năng kỹ, chiến thuật không thua kém loại Storm Shadow của Anh và thậm chí có một số điểm vượt trội hơn. Khi được hỏi tại sao không thấy sự xuất hiện của tên lửa siêu vượt âm Kim Giang, Giao Găm, ông Oboshov nhấn mạnh, diễn đàn AMI là nơi tốt nhất để giới thiệu các thành tựu của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, cũng như quảng bá sản phẩm cho các khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, Giao Găm chứa nhiều bí mật công nghệ nên KRTV chưa đưa ra giới thiệu với công chúng lần này. Cũng theo ông Oboshov, AMI 2024 mang lại cơ hội kết nối với khách hàng và đối tác quốc tế, qua đó đem đến những hiểu biết mới, giúp trao đổi kinh nghiệm và xác định các lĩnh vực có thể phát triển hơn nữa. Các tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo phóng viên và các đoàn khách tham quan. Có thể kể đến như tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400, tổ hợp tên lửa phòng không Buk M-3 Viking,
tổ hợp tên lửa NT-4000. Phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm xa lục quân S-300V4 đặt trên khung gầm xe bánh xích, các tổ hợp phòng không tầm thấp như to M2, Panzer S-1. Về hải quân, cục thiết kế Rubin thuộc công ty đóng tàu Nga OSK giới thiệu nhiều mẫu tàu đang là xương sống của hải quân Nga như tàu ngầm Kilo-636, tàu hộ vệ tên lửa 20.382 Tiger cùng nhiều sản phẩm đang phát triển như tàu ngầm thế hệ mới P-750B, tàu sân bay, khinh hạm, tàu đổ bộ tấn công. Ngoài ra, tại khu trưng bày ngoài trời còn có sự xuất hiện của các tổ hợp tác chiến điện tử tối tân. Ký hiệu bản quyền 2005-2024, bản quyền thuộc về báo điện tử Dân Trí. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.